Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Trinh Pro. Và có vẻ như là đã rất là lâu rồi chúng mình đã bỏ quên đi việc là đánh giá những chiếc ghế, những chiếc bàn cùng đại học đúng không? Và hôm nay để chào mừng cho cái chuyên mục công đại học này nó trở lại thì mình có một món quà nho nhỏ dành tặng cho em trong đường link ở phần mô tả. Và anh em hãy nhớ là nhấp vào ngay để có thể nhận ưu đãi này sớm nhất nhé. Và bây giờ thì bắt đầu thôi. Và chiếc ghế mà mình muốn giới thiệu đến cho anh em hôm nay cũng chính là chiếc ghế mà mình đang ngồi ở đây. Đó chính là chiếc V-Chair Commander. Nghe nó hơi là lạ đúng không? Và thực chất thì cũng đúng, bởi vì V-Chair là một trong thương hiệu khá là mới ở trên thị trường công đại học Việt Nam. Tuy nhiên thì nếu mà ai mà theo dõi kỹ thị trường công đại học ấy thì sẽ biết được rằng V-Chair đã có mặt và len lỏi với những diễn đàn công nghệ Việt Nam từ năm 2019 cơ. Nhưng mà lại dưới một cái tên khác, một cái tên cũ của thị trường gốc bên Trung Quốc, đó chính là Ergomark. Và sau này khi mà đã có chỗ đứng nhất định ở thị trường Việt Nam rồi thì nhà sản xuất mới đổi tên lại thành V-Chair. Và bản thân của chiếc V-Chair Commander này thì nó cũng không phải là một sản phẩm mới, một sản phẩm nổi bật ở bây giờ. Nhưng mà cách đây một vài năm như mình đã nói lúc nãy, khi mà người Việt Nam còn chưa ai quan tâm đến những sản phẩm công đại học thì tiền thân của chiếc ghế này, đó chính là chiếc Ergomark Commander, là một trong những sản phẩm gọi là nổi bật nhất, những sản phẩm có mức giá dựa trên trải nghiệm tốt nhất cho đến bây giờ. Vậy thì chiếc V-Chair Commander này khi mà đã thay tên đổi họ rồi và qua một vài năm rồi thì liệu nó còn là một chiếc ghế đáng mua hay không? Và trả lời cho nhanh gọn ấy thì là có. Còn nếu mà để nói dài dòng ra xíu thì trước tiên là về thiết kế này. Kích thước của V-Chair Commander trông rất là nhỏ gọn so với nhiều sản phẩm khác trên thị trường như là EP1 này hay là GD Chair có mâm và kê lưng phình tròn, thì chiếc ghế của chúng ta lại làm bo tròn lại, góc cạnh hơn một chút. Nhờ vậy mà khi đặt vào góc làm việc nó sẽ tiết kiệm được tương đối diện tích. Và nếu bạn là người có phòng làm việc không quá lớn thì đây sẽ là điểm cộng đáng lưu tâm. Khỏe khoắn cũng là một từ mà mình có thể nói về thiết kế của chiếc ghế này. Mâm, lưng và tay ghế đều được làm vuông vắn, các góc có bo tròn để đan xen sự mềm mại nhất định. Điều này giúp ích khá nhiều cho nó về tính thẩm mỹ. Ví dụ như là khi bạn đặt vào góc làm việc này, góc ngồi chơi này, góc chill này, góc ngồi thẫn thờ này, nói chung là góc nào thì nhìn nó cũng đẹp. Màu sắc của V-Chair Commander thì cũng khá là đẹp với hai tùy chọn là xám đen và đen tuyền như phiên bản mà mình đang có đây. Cá nhân mình thì thích màu còn lại hơn, nhưng mà như thế này trông cũng khá là hài đấy chứ, phù hợp với bạn nào thích sự đơn giản hoặc là muốn dựng một góc setup tông màu tối chẳng hạn. Nhưng mà dù cho là có setup full black với chiếc V-Chair Commander này thì cũng chẳng thể nào mà hoàn hảo 100% được, bởi vì chân đế của chiếc ghế này lại là chân đế kim loại 5 cánh cực kỳ là chắc chắn. Phần bánh xe di chuyển thì cũng khá là êm này, không gây ra quá nhiều tiếng cọt kẹt khó chịu như ở những chiếc ghế có chân đế bằng nhựa. Mặc dù là phần khung ghế sẽ chỉ hoàn thiện bằng nhựa cứng mà thôi, nhưng mà theo mình thì với cái mức giá này và cái trải nghiệm mà nó mang lại như này thì đã quá là ổn áp rồi. Phần kê tay cũng được nhà sản xuất bọc một lớp da PU. Mặc dù đây chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà V-Chair luôn cho thấy được sự chỉn chu trên từng đứa con tinh thần của mình mà không hề hời hợt về chất lượng gia công sản phẩm so với nhiều mẫu ghế công đại học rẻ tiền khác. Cảm giác khi đặt tay lên thì cũng khá là mềm và xốp nên là cũng khá ổn. Nó có lung lay nhẹ khi mà mình thử lắc nhưng mà cũng không đáng kể lắm. Nhìn chung thì V-Chair Commander đem lại cảm giác ngồi rất là thích. Mình ngồi ghế thường để làm việc và chơi console, lâu thì cũng không thấy quá mỏi. Và đương nhiên là một trọng điểm khác biệt làm nên vị thế độc tôn của những chiếc ghế công đại học so với ghế gaming hay là ghế văn phòng, đó chính là nằm ở chất liệu làm lưới. Theo đó, ghế công đại học của V-Chair Commander được làm từ chất liệu lưới có độ đàn hồi cực kỳ tốt, thoáng khí và cảm giác mềm mại. Ngoài ra thì nó cũng đã vượt qua hàng loạt các bài kiểm tra độ bền, va đập và khả năng đàn hồi khi sử dụng trong thời gian dài. Thì cảm giác đầu tiên khi mà mình ngồi xuống chiếc ghế này, đó chính là nó mềm, nó êm và nó thoải mái đến mức mà mình không thể tin được đây là chất liệu lưới cơ. Nó mềm cứ như là bông vậy. Mặt lưới ghế thì thoáng mát, độ căng vừa phải. Nhưng mà điểm mình thích nhất lại chính là phần đệm lưng. Khác với nhiều mẫu ghế thường thấy thì đệm lưng của V-Chair Commander có thể di chuyển theo hõm lưng của người dùng. Nhờ vậy cho nên là dù các bạn có tựa sát phần lưng trên hay không thì lưng dưới của chúng ta vẫn sẽ được đỡ rất là thoải mái. Và chính vì cái sự mềm mại đến từ mâm và lưng ghế cho nên là khi mà ngả ghế về phía sau thì V-Chair Commander cũng đem lại cho mình cảm giác cực kỳ thoải mái nữa. Với phần đệm đầu thì mình thấy nó khá là ổn khi kê ở vị trí này, nhưng mà cái khớp của nó quá cứng, mình khá là khó khăn để có thể điều chỉnh được vị trí của kê đầu. Lưng của V-Chair Commander có cái hay đó chính là nó có thể điều chỉnh được về độ cao với 4 nấc để có thể phù hợp với từng kích cỡ người khác nhau. Vậy nên là nếu lưng bạn có dài thì yên tâm thôi, bởi vì cả trên lẫn dưới vẫn sẽ nâng đỡ được đầy đủ. Về mâm ghế thì như lúc đầu mình có chia sẻ ở đây, đây là một trong những chiếc ghế có phần mâm mềm nhất trong tầm giá từ 7 đến 8 triệu mà mình đã từng được ngồi cho đến thời điểm quay video này. Có điều là kích thước của nó hơi bị hạn chế một chút. Nó to hơn những mẫu ghế như là HyperWalk SW01 nhưng lại chưa thực sự đem lại cảm giác rộng rãi. Nhưng đấy là quan điểm của mình cái lúc mà chưa ngồi thử một chiếc ghế này thôi.
Còn khi mà ngồi rồi thì phải nói thật là mình đã mê tít thò lò luôn. Mình thì cũng gọi là thuộc dạng người hơi mập mập rồi nhá. Nhưng mà cái mâm ghế này nó vẫn còn thừa ra thêm một ít nữa này. Thế thì liệu nó có chật không nhỉ? Về tính năng thì chiếc ghế này nó không hề tỏ ra thua kém với bất kỳ đối thủ nào cả. Những chiếc ghế khác có gì thì V-Chain Commander nó có cái đấy. Đẩy mâm, nâng hạ tay, điều chỉnh tay 4D, đệm đầu lên xuống, đệm lưng ra vào. Không thiếu bất cứ một cái gì đúng không? Cũng không phải là ngẫu nhiên khi mà sau gần mấy năm khi mà chiếc ghế này về Việt Nam, nó lại vẫn được bán với mức giá 7.900.000 đồng tại ThinkPro. Đó chính là muốn điều chỉnh độ cao ở lưng và bệ tỳ tay, chúng ta sẽ phải nâng cả cụm lên để reset xuống mức thấp nhất, rồi lại nâng dần từng mức một tới mức mình mong muốn. Theo mình thì mình thấy là cơ chế này nó dùng với lưng ghế thì ổn, bởi vì là chúng ta sẽ chỉ chỉnh một lần cho phù hợp với lưng rồi cứ để thế thôi đúng không? Còn về cái phần bệ tỳ tay này, chúng ta sẽ phải điều chỉnh nó thường xuyên, mà kiểu nó hơi bị mất thời gian ấy, chả ai... Đấy, muốn xuống lại, đẩy lên. Phần động cơ phía dưới thì sẽ có hai cần điều chỉnh hai bên. Một cần để nâng hạ ghế bằng trụ hơi piston class 4. Một cần để giúp ghế ngả và khóa ngả theo 3 chế độ. Thứ nhất là mặc định, lưng thẳng, ngả kiểu 1, tức là ngả nhẹ ra sau này. Và ngả kiểu 2, đó chính là ngả lút cán. Lúc còn làm việc mà muốn thư giãn nhẹ hay là ngủ ngắn tí này thì V-Chain Commander hoàn toàn có thể giúp bạn có tư thế mình cần. Nhìn chung thì một sản phẩm thuộc hàng đi trước trong thị trường công nghệ học mà có được đầy đủ tính năng như chiếc ghế này thì cũng là một điều khá là đáng khen rồi. Vẫn còn một số điểm chưa thỏa đáng cho lắm, chưa hợp lý cho lắm thì nhưng mà nó vẫn chưa thể làm tổng thể của chiếc ghế này nó bị lu mờ đi được, đúng không? Và vừa rồi là những đánh giá cũng như trải nghiệm của mình về chiếc ghế công nghệ học V-Chain Commander. Và nếu như bạn thích video này thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của ThinkPro nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.